Chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Trong video trước thì sau khi review cuốn Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải của Carmen thì video tiếp theo sẽ là review của mình về cuốn Sổ Tay Nhà Thôi Miên, cũng là của tác giả Carmen luôn. Và tác giả này thì mình đã đề cập ở video trước rồi, nên là video này mình cũng hẹn cho nó lại nha. Đây, chúng ta sẽ có sự so sánh giữa hai quyển này. Mình có xem video phỏng vấn của Carmen thì khi so sánh tác phong mà viết hai tác phẩm này như là Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải sẽ như là sushi vậy đó các bạn. Có nghĩa là những cái nguyên liệu vô cùng là đơn giản, có gì thưởng thức nấy, là từ những cái cảm nhận chân thật của chính tác giả viết ra như thế này. Từ đó ví dụ như chúng ta chỉ có một miếng cá tươi sống ăn chung với gia vị đại loại như vậy đó, thì nó sẽ ít được chế biến hơn. Còn sổ tay nhà thôi miên thì sẽ là như một món ăn ở trong nhà hàng được chế biến vô cùng kỹ lưỡng, lựa chọn nguyên liệu kỹ càng. Và khi mà đưa đến người đọc đó là chúng ta thì món ăn này đã được chế biến rồi và chúng ta chỉ việc thưởng thức nó thôi. Khác với cái này nha, đây là những cái mà của chính trải nghiệm của chính tác giả viết ra, còn đây là tác giả khi mà tiếp xúc trao đổi chung với những cái bác sĩ tâm lý thì tác giả sẽ viết ra lại cái này. Nhà thôi miên ở đây là một nhân vật được tác giả tạo dựng nên để kết hợp chung với nhà phân tích tâm lý đưa ra những cái câu chuyện như vậy. Khi mà các bạn đi khám đúng không, thì toàn bộ thông tin của mình đều được bảo mật, nên là tác giả cũng chỉ nghe qua khi trao đổi trực tiếp với những bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần á, để đưa ra cái tác phẩm này thôi. Nhưng mà đều đã là những câu chuyện có thật để đưa đến với mọi người. Thì khi đọc cái tác phẩm này nè, mình cảm thấy là nó có những cái giai đoạn nó rất là sâu lắng, rất là chầm chầm đi xuống á. Như thế nào ta? Khi mà đọc Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải ấy, mọi người sẽ thấy nó hơi xa rời thực tế một tí. Một số chuyện trong này ấy, nó sẽ liên quan đến đó, vật lý, lượng tử nè, không gian hai chiều, ba chiều, về những cái liên quan tới giấc mơ rồi này kia. Nhưng mà về nhà thôi miên ấy, thì nó sẽ đụng tới những cái góc khuất mà sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi chúng ta luôn. Đọc vô thì mình sẽ kiểu không có bỏ qua được luôn á, mình phải theo cái mạch truyện đó. Ta lo lắng hàng ngày ấy, nó sẽ biểu hiện qua trong tiềm thức của mình luôn á. Nó một biểu hiện một cái cách gì đó mà nó rất là lạ lùng. Ví dụ như một cái câu chuyện chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta thấy là một người phụ nữ vô cùng là thành đạt, thành công, xinh đẹp, giỏi giang, công ăn việc làm vô cùng là hoàn mỹ, nhưng mà họ vẫn có những cái góc khuất nào đó trong tính tâm hồn của họ, tại vì nó là từ cái tuổi thơ mà tạo thành. Nên là trước giờ mình vẫn nói á, là môi trường, cái tính cách của con người á, nó sẽ do cái môi trường tạo thành. Khác với Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải không có mục lục thì cuốn này lại có mục lục cho các bạn dễ chọn lựa ở đây. Đó. Nhưng mà nó đều giống nhau, là mỗi câu chuyện nó đều không liên quan gì đến nhau hết. Ví dụ như một phần nào đó thì nó sẽ có thượng và hạ, thì còn là hai phần của một câu chuyện thôi. Đó là những câu chuyện rất là rời rạc. Ở trong cái này là cái phần tóm tắt á. Không phải là tóm tắt, kiểu giới thiệu sơ thì nó sẽ có như thế này. Trong trái tim mỗi người đều tồn tại những nút thắt. Thôi miên không khiến con người ngủ say mà đánh thức họ từ cơn say ngủ. Tất cả những con quái vật trong mơ đều đại diện cho chính chúng ta. Quan sát thế giới này chỉ cần dùng một con mắt là đủ, một con mắt còn lại hãy dùng để quan sát chính mình. Không phải là những cái bạn nghĩ là thôi miên là mình sẽ đi ngủ xong rồi mình sẽ nhớ lại một cái gì đó, mà là nó sẽ đánh thức những cái mà tiểu tiết nhất trong cái con người của mình khi mà mình cố gắng che giấu một cái gì đó. Trong này nhà thôi miên đã rất là cố gắng để không dẫn dắt chúng ta như kiểu là mớm lời á, để không có mớm lời ra, mà chúng ta phải dẫn dắt một cách thực sự là tế nhị để chúng ta có thể diễn giải những cái góc khuất trong tâm hồn của mình một cách rất là chân thực mà không có bị dẫn giải á các bạn. Trong cái giấc mơ của chúng ta đều là những cái tâm tính, những cái mong muốn của mình, ước muốn của mình, nhiều khi nó là những cái mà chúng ta có thể đạt được rồi, những cái chúng ta mong muốn thực hiện, những cái mà chúng ta cảm thấy không muốn nhìn thấy nó nữa, nhưng mà vì chúng ta nghĩ đến nó quá nhiều nên nó là biểu hiện trong giấc mơ của mình. Để cho mọi người không có uổng phí thời gian xem video của mình một cách vô ích, giống như là Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải, mình cũng sẽ trích dẫn một cái chuyện nào đó mình cảm thấy là tâm đắc trong này. Nhưng mà đối với Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải thì mình trích dẫn một cái câu chuyện rất là dễ hiểu. Nếu như mà mình chung tần số suy nghĩ với nhau thì đọc tới đâu chúng ta sẽ cảm thấy hiểu cái vấn đề tới đó. Nhưng mà khác lại, đối với Sổ Tay Nhà Thôi Miên thì mình sẽ tìm một cái vấn đề về giấc mơ và thôi miên để cho mọi người có thể hình dung được một phần nào đó là cái cuốn sách này nó nói về cái gì nha. Đến thăm. Nói vậy, anh chọn công việc thôi miên hoàn toàn vì ngẫu nhiên. Tôi tươi cười. Đúng vậy. Anh có từng hối hận không? Cộng sự ở bên cạnh bật cười thành tiếng.
khách đến tham quan sang hội cộng sự. Có chuyện gì vậy? Cộng sự. Câu hỏi này chỉ có các cơ quan truyền thông nhàm chán mới hay hỏi thôi. Khách đến thăm, tôi thực sự tò mò. Cộng sự nín cười. Được thôi, nói rồi anh ấy quay sang tôi. Tôi, buộc phải thừa nhận là tôi cũng cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quái. Nhưng nếu anh thực sự muốn biết, tôi nghĩ mình chưa từng hối hận. Về lý do sao? Tôi cũng không nói rõ được. Tóm lại, công việc rất thú vị. Khách đến thăm. Vì có thể nhìn trộm nội tâm người khác sao? Tôi, công việc bắt buộc tôi phải làm vậy. Khách đến thăm. Thế nên tôi có phần ngưỡng mộ các anh. Cộng sự. Về vì nhìn trộm đời tư á? Khách đến thăm. Không, vì có thể đọc hiểu giấc mơ và những điều sâu thẳm trong nội tâm người khác. Cộng sự. Nó thật sự không thú vị như anh nghĩ đâu. Tôi nói thật đấy. Khách đến thăm nghĩ ngợi. Nghĩ kỹ lại cũng có thể. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Tiếp tục nói về giấc mơ nhé. Tôi cho rằng những gì giấc mơ thể hiện thật sự quá thần kỳ. Cộng sự. Phần nào? Khách đến thăm. Tất cả. Cộng sự. Đó là vì anh không hoàn toàn hiểu hết về giấc mơ, lại bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim điện ảnh với các tác phẩm nghệ thuật thổi phồng giấc mơ đấy. Khách đến thăm. Tôi không đọc nhiều tiểu thuyết về giấc mơ lắm nên cũng không rõ. Còn phim điện ảnh và truyền hình, có một số bộ phim tôi không thích lắm. Cộng sự. Tôi cũng không thích hình thức cái giấc mơ được miêu tả trong mấy tác phẩm điện ảnh truyền hình. Vì hoàn toàn mờ tịt về giấc mơ nên các nhà biên kịch đã tùy tiện khắc họa giấc mơ thần bí quá mức. Khách đến thăm. Nói thì nói vậy, tuy tôi không thích cách xây dựng quá mức khoa trương đó, nhưng anh cũng phải thừa nhận cái giấc mơ rất thần bí, đúng không? Ví dụ như giấc mơ bất chấp thời gian. Vẻ mặt cộng sự đầy nghi hoặc. Tôi chưa hiểu ý anh muốn nói. Khách đến thăm. Là thế này, nhiều khi rõ ràng chúng ta chỉ ngủ mấy phút thôi, nhưng lại mơ giấc mơ rất dài. Giấc mơ hoàn toàn bất chấp thời gian. Lẽ nào đây không phải điều kỳ bí của giấc mơ? Cộng sự thở dài và sẽ nhìn tôi. Anh nói với anh ấy đi. Tôi gật đầu. Cả trong mơ đều xuất phát từ ký ức, cũng tức là những khung cảnh, sự vật anh gặp trong mơ chỉ là sự chắc lọc gia công ký ức thực tại thôi. Mà ký ức đương nhiên có thể vượt qua ngàn dặm trong nháy mắt, qua cả thời gian và không gian. Khung cảnh, sự vật xuất hiện trong mơ thực tế do tiềm thức rút ra từ ký ức tạo thành. Vì vậy giấc mơ căn bản không cần dầm thời gian. Lấy một ví dụ tượng trưng nhé. Giống như khi anh mở video lưu sẵn trong máy tính, sẽ không cần thời gian xử lý dữ liệu ấy. Cộng sự tiếp lời. Vậy mới nói, tôi không thích cái giấc mơ được xây dựng trong cái tác phẩm điện ảnh truyền hình, đặc biệt là quan điểm giấc mơ bất chấp thời gian anh mới nhắc tới. Mỗi lần xem những bộ phim cố tình hư cấu vấn đề này, tôi đều không nhịn được cười. Khách đến thăm. Tuy mở video lưu trữ trong máy tính không mất thời gian, nhưng xem video vẫn mất thời gian mà, anh giải thích thế nào? Tôi, anh được vị sai rồi, máy tính tôi nói chính là anh. Khách đến thăm. À, ra là như vậy, nhưng tôi vẫn có thắc mắc. Anh vừa nói cảnh tượng trong giấc mơ xuất phát từ ký ức về cảnh tượng trong hiện thực. Tôi thừa nhận mình chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng anh cũng nói đúng. Thế còn sự việc xảy ra trong giấc mơ thì sao? Tất cả đều bắt nguồn từ ký ức sao? Có những sự việc tôi chưa từng trải qua mà. Ví dụ giấc mơ trong phim kinh dị ấy, anh có thể lý giải nó bắt nguồn từ những bộ phim, cuốn tiểu thuyết tôi từng xem. Nhưng trong mơ tôi vẫn có phán đoán của mình, phải không? Tôi vẫn có những suy nghĩ của mình, đúng chứ? Không phải từ ký ức mà. Cần thời gian đúng không? Vấn đề này giải thích thế nào? Tôi vẫn nên lấy ví dụ này. Giả sử anh đang lái xe, khi gặp đèn đỏ hoặc sự cố trên đường, anh có suy nghĩ lâu không? Không hề, anh sẽ nhanh chóng đưa ra phán đoán, đúng chứ? Khách đến thăm. Ý anh là bản năng. Cộng sự, không phải là bản năng, mà là phản xạ có điều kiện, hình thành sau khi anh lớn lên, trải qua quá trình huấn luyện. Thực tế, tất cả hành vi, suy nghĩ của anh trong giấc mơ cũng giống như việc lái xe trên đường. Phản ứng của anh trong mơ chỉ là phản xạ có điều kiện anh dựa vào kinh nghiệm để phán đoán và lựa chọn mà thôi. Phản ứng này không mất quá nhiều thời gian, một giây, thậm chí còn ngắn hơn. Khách đến thăm cẩn thận suy xét. Ồ, tôi hiểu ý cái anh rồi. Nên nhà thôi miên mới bước vào giấc mơ của người khác để lấy ký ức ra, đúng chứ? Thật ra mà biết là khi mà mình lựa chọn cái phần này á, thì mọi người có thể sẽ lướt qua tại vì nó hơi khó hiểu, hơi trừu tượng. Nhưng mà đối với cuốn sổ tay nhà thôi miên này á, nó từng có chuyện, nó có những cái vấn đề rất là kín kẽ từ sâu trong tâm hồn mà liên quan tới rất nhiều vấn đề như là tình bạn, tình dục, tình yêu, giáo dục gia đình này kia, những cái vết thương từ trong lòng rất là nhỏ chứ không có đơn giản như là bên thiên tài bên trái kẻ đi bên phải. Bên đó mình chỉ cần đọc ra nó là những vấn đề hàng ngày luôn, mình đọc mình cảm thấy đúng và mình lựa chọn ra một cái chuyện dễ hiểu. Nhưng mà bên này ví dụ như mình trích dẫn ra một câu chuyện, đầu tiên là nó dài, thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái vấn đề, và nếu như mà chính các bạn không có
chưa có chuẩn bị tinh thần để chấp nhận được những cái vấn đề đó thì mình sẽ cảm thấy là hơi bị sốc, tại vì tại sao một người mà có thể đi review những cái cuốn sách mà nó có những cái tư tưởng nó lạ như vậy, thì mình cũng không muốn. Nếu như các bạn đã thích hứng thú với cái cuốn trước thì các bạn sẽ cảm thấy hứng thú với cuốn này, hoặc là chính các bạn có những cái tư tưởng, cái tần số mà đọc sách giống với mình thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu về những cái cuốn này, thì chúng ta sẽ thành một cái group giống nhau thôi. Giống như trong này là nói thôi miên một vạn người sẽ tốt hơn là thôi miên một người, đúng không? Thì khi mà mình tìm được một cái cộng đồng hợp lý rồi, các bạn cũng có thể thích mình, like, share, đăng ký kênh cho mình, tại vì chúng ta có sở thích đọc sách giống nhau và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về nhiều cái thể loại sách khác nhau nữa, chứ không phải là self-help không. Mình cũng ít đọc self-help lắm. Đây là một cuốn sách rất là hay, rất là đáng đọc cho bạn nào đã đọc qua cuốn trước, hoặc là các bạn đã xem được một số cái trích dẫn của cái này ở trên trang web của nó, hình như là Vitalist thì phải. Đây nè, sách được phát hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Ajit Việt Nam, Vitalist. Các bạn có thể liên hệ ở trên cái fanpage này nè để chúng ta đọc qua những cái trích dẫn ngắn, và nếu như chúng ta cảm thấy phù hợp á, thì mình hoàn toàn có thể mua cuốn này, lựa chọn nó để có thể gối đầu giường hoặc là đọc trong những cái lúc mà chúng ta cảm thấy hơi buồn chán chẳng hạn. Nhưng mà cuốn này không phải là một cuốn sách để thư giãn nha, mình nói trước, tại vì khi mà đọc các bạn sẽ bị chạm đến những cái điểm rất là nhỏ trong tâm hồn mình, nhiều khi mình cảm thấy, nói chung là đọc cái này không phải, đối với mình cũng phải là sách để thư giãn đâu. Thật sự mình đọc để mình có một cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống của mọi người, về cái cách mà tại sao chúng ta làm như vậy. Thay vì chúng ta tìm cách giải quyết một cái vấn đề nào đó thì chúng ta phải giải quyết từ chính ngọn ngành của nó thì mọi thứ nó mới được giải quyết một cách chuẩn xác nhất, các bạn hiểu không? Ví dụ như một cái vấn đề nào đó mà mình giải quyết qua là một cái phương pháp tạm bợ thì đơn giản rồi, nhưng mà để có thể giải quyết mà đưa ra một cái phương pháp có hiệu quả lâu dài thì chúng ta phải triệt tiêu từ chính cái nguồn gốc, cái gốc rễ của cái vấn đề đó. Thì cuốn này và cái cuốn Sổ tay nhà thôi miên 2 nó chính là như vậy. Ý kiến cá nhân của mình thì những cái câu chuyện trong này là do tác giả khi mà trao đổi trực tiếp với bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần mà ra được, nên là những cái kiến thức trong này nó có thể đúng, mình có thể áp dụng được nó trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là chỉ là tài liệu để đọc tham khảo đâu. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt mọi người.